Là cái gò má của mình lúc mà chưa hạ lần một nha, này là sau khi đã hạ lần một và đây là đang hạ lần hai. Thì các bạn hỏi về cái việc có đau hay không và chi phí như thế nào. Phải nói là sau cái lần một mình hạ là năm 2016 đến bây giờ là mình thấy có một sự thay đổi về cái sự công nghệ về thẩm mỹ rất là nhiều. Có nghĩa là ngày trước á, mình hạ xong thì mình nằm một chỗ luôn, mình rất là lừ đừ, mình rất là mệt mỏi ha, không làm được cái gì hết và mình chỉ có nằm và uống thuốc kháng sinh và mình uống thuốc giảm đau thôi, chứ mình không có đi lại được gì hết. Còn đến thời điểm bây giờ mình thấy là sau khi mình hạ gò má xong, tối hôm đó mình còn ngồi coi phim, xong mình còn ngồi gọi điện cho chị của mình, xong rồi sau 2 ngày mình về nhà thì mình lại đi qua chơi với cháu, chăm cháu cho chị của mình đó. Thì có nghĩa là mình hoạt động, mình làm việc một cách bình thường thôi. Thì cái nguyên nhân là mà mình khỏe được như vậy á, là thật ra là trong cái giai đoạn mà mình về nhà á, là bác sĩ có cho y tá đến nhà mình mỗi ngày để truyền cho mình cái kháng sinh nè, kháng viêm nè, giảm sưng nè, với lại là truyền vitamin C. Và cái làm cho mình khỏe thì mình nghĩ là do vitamin C. Thì truyền xong thì người khỏe giống như là một người khỏe mạnh bình thường thôi đó. Và cái lúc truyền thì rất là đau cái bút á, tại vì vitamin C thì nó bút đấy. Và mình cảm nhận là cái lần một mình hạ là đến 5-6 tháng sau và má của mình mới gọi là giảm sưng hoàn toàn. Và để mà giảm sưng được như này thì mình đợt trước mình làm thì nó cũng phải mất một thời gian khoảng tầm 2 tháng. Nhưng mà bây giờ mình thấy mới có ngày thứ 6 thì nó đã giảm sưng rất là nhiều. Giảm sưng khá nhiều luôn. Và cái này sẽ còn giảm nữa. Nó sẽ giảm sưng đến khi nào như bình thường ấy, thì chắc mình nghĩ khoảng tầm 2-3 tháng. Nói chung là nó sẽ giảm sưng nhanh hơn ngày xưa rất là nhiều ha. Đó. Và cái chi phí mình hạ là 50 triệu với tiền thuốc mà để bác y tá đến truyền cho mình thì truyền miễn phí. Tiền thuốc thì mình tự mua để y tá tới truyền thôi.